Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành nội dung kế hoạch số 147 về hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, phòng chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện kế hoạch này nhằm tuyên truyền vận động, hướng dẫn toàn dân duy trì nền nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đúng cách để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, tiếp tục phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại thành phố Hưng Yên có không ít chị em phụ nữ đang lên mạng tự tìm và tập theo các bài tập đốt mỡ giúp eo thon dáng đẹp ngay tại nhà trong mùa dịch. Những bài tập này cũng có các hình thức tập khá đa dạng như tập bằng các dụng cụ tập tại nhà, tập các bài tập theo video sẵn có, thể dục theo nhạc. Tất cả các bài tập đốt mỡ giữ dáng đều được tập trung nhiều vào phần bụng, hông và đùi, giúp cho chị em vẫn giữ được vóc dáng thon gọn trẻ trung và tăng cường sức khỏe trong mùa dịch. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, song gia đình ông Phạm Văn Mạnh ở thôn Vân Trì, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu vẫn đều đặn tập thể dục thể thao tại nhà, bởi mỗi thành viên trong gia đình lựa chọn các hình thức tập phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi, mặt khác không phải ra bên ngoài tập. Từ hơn 3 năm nay, cứ vào sẩm tối, ba thành viên trong gia đình ông Mạnh lại tập trung về nhà để cùng nhau tập. Ông Mạnh tập cơ tay, cơ chân, còn vợ ông tập với máy đạp xe tại chỗ, con trai ông tập cơ bụng với dụng cụ tập gym. Duy trì rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày giúp các thành viên trong gia đình có sức khỏe tốt để lao động sản xuất, đồng thời có những giây phút quây quần bên nhau gắn kết tình cảm gia đình. Thời gian gần đây, đoạn đường Đê Tả Sông Luộc bắt đầu từ chợ Hàng Dầu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đến chân cầu Triều Dương, huyện Tiên Lữ là địa điểm được nhiều người dân lựa chọn để đạp xe đạp. Theo nhiều người, bởi đây là khu vực vắng xe cộ qua lại, cộng thêm không khí vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối rất mát mẻ dễ chịu. Vì vậy, đạp xe trên đoạn đường này không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà người dân còn có thể hít thở không khí trong lành, giúp tinh thần thêm thư giãn thoải mái. Câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên được thành lập từ năm 1997. Hiện nay câu lạc bộ có khoảng 30 thành viên có độ tuổi từ 60 đến 85, thường xuyên tham gia sinh hoạt tập luyện để nâng cao sức khỏe. Các bài tập được câu lạc bộ thường xuyên tập luyện là những bài cơ bản như tập tay không, múa chùy, múa quạt, với các động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển phù hợp với sức khỏe của người cao tuổi. Trong thời điểm giãn cách do dịch bệnh như hiện nay, câu lạc bộ vẫn cố gắng duy trì tập luyện để nâng cao sức khỏe cho các hội viên bằng cách chia từng nhóm nhỏ dưới 10 người, đeo khẩu trang khi tập luyện và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo công tác phòng dịch. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến việc luyện tập thể thao của người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng. Tuy nhiên, ở một số địa phương, người cao tuổi đã lựa chọn các hình thức tập luyện phù hợp, vừa đảm bảo an toàn, vừa rèn luyện sức khỏe. Phóng sự sau phản ánh việc tập luyện thể dục thể thao trong mùa dịch của Hội người cao tuổi xã Hồng Quang, huyện Ân Thi. Từ nhiều tháng nay, câu lạc bộ xe đạp thể thao của Hội người cao tuổi xã Hồng Quang vẫn duy trì tập đều đặn. Để phù hợp với tình hình dịch bệnh, các thành viên chia theo từng nhóm từ 3 đến 5 người, đi giãn cách và đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Hầu hết các thành viên trong đội xe đạp đã ngoài 60 tuổi, song mỗi ngày đều hoàn thành quãng đường từ 15 đến 25 km. Năm nay tôi 70 tuổi. Đạp xe đạp cái môn thể thao này chúng tôi rất là ưa thích. Rất là khỏe. Một là cơ bắp là nó rắn chắc, hai nữa là các khớp xương đầu gối rồi tay rồi cổ thì nói là rất là khỏe. Còn những người thích sự yên tĩnh như ông Bình và ông Hùng thì lại lựa chọn một góc vườn để chơi cờ tướng. Đây là môn thể thao trí tuệ được nhiều người cao tuổi lựa chọn, có thể chơi tại nhà mà không cần đông người, có lợi ích cho sức khỏe và tinh thần. Trong cái mùa dịch này chúng tôi chỉ chơi là ít người để đảm bảo cái sức khỏe, nhất là rèn luyện về trí nhớ của tuổi già, không ra ngoài được, chỉ có bàn cờ là lấy cái niềm vui thôi. Dù mùa dịch không được tập trung đông người, song không vì thế mà phong trào tập dưỡng sinh tại các chi hội người cao tuổi xã Hồng Quang đi xuống. Năm đội dưỡng sinh vẫn duy trì tập theo nhóm nhỏ và đảm bảo phòng chống dịch. Vào buổi sáng sớm, người cao tuổi hào hứng tập các bài tập dưỡng sinh tại khu vực mình sinh sống. Cô thì năm nay là 72, thế nhưng mà tập là người nó mềm mại ra mà nó khỏe. Thế là bây giờ ai cũng cứ mong muốn là làm sao cho nó hết Covid để đi tập cho nó vui. Hội người cao tuổi xã Hồng Quang hiện có hơn 1.300 hội viên đang sinh hoạt tại 5 chi hội. Trong đó có khoảng 300 hội viên tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên ở các môn
thể dục dưỡng sinh, yoga, cầu lông, đạp xe thể thao, cờ tướng, đi bộ. Định hướng là chỉ đạo nhưng là các hội viên là cũng không tập trung đông người, tập thể dục là làm sao phải là đảm bảo là giãn khoảng cách. Hoạt động thể dục thể thao đa dạng và được duy trì nề nếp giúp người cao tuổi ở xã Hồng Quang có thêm niềm vui tuổi già, góp phần sống vui, sống khỏe, sống có ích. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.